Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trận đấu trong ngày hôm nay. Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai đội bóng ở giải đấu này và chắc chắn là trận đấu rất quan trọng đối với cả hai nếu như họ muốn tiến xa hơn trong giải đấu. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Apart và tôi cùng với biên luyện viên Kiên Đắc Kỳ rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Quang Hải. Đức Huy. Oseni. Pha đi bóng rất táo bạo. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Cơ hội tấn công. Anh Tài. Rất tốt. Với một thế trận cởi mở như thế này thì việc có nhiều bàn thắng là một điều dễ hiểu nếu các cầu thủ biết tận dụng tốt những cơ hội của mình. Oseni. Rất nguy hiểm. Cả hai đội vẫn đang cho thấy được sự lạnh lùng của mình. Anh Tài. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Anh Tài. Dứt điểm. Bóng đã đi lệch khung thành trong gang tấc. Quá đáng tiếc. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Một cú sút. Không vào. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Anh rất cố gắng nhưng không thành công.
bóng rất cố gắng. Bóng đã bị chặn lại. Chuyền vào. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Một cú sút. Các cầu trường như đang vỡ òa với bàn thắng này. Có thể nói bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Khách quan mà nói thì bàn thắng vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng với thế trận và tinh thần thi đấu rất máu lửa của họ. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn trong các pha phối hợp và chuyền bóng. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Chuyền bóng tốt. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Rất thoáng. Rất nhẹ nhàng. Một quả phát bóng lên cho thủ môn. Anh Tài. Rất thoáng. Pha ngăn chặn kịp thời. Đánh đầu. Cản phá rất quyết đoán. Pha giải nghi rất đúng lúc. Chọc khe rất tinh tế. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Rất đơn giản. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Rất nhịp nhàng. Cơ hội. Cơ hội rất. Một cú sút. No. Bóng đi đây khó chịu. Và tất nhiên thủ thành không có một chút cơ hội. Sẽ có sự thay đổi người. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Văn Quyết. Vẫn còn. Còn rất điểm. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Để mất bóng rồi. Nhận lại bóng cho tôi. Sút điểm đi. Không vào.
Tình huống mà hậu vệ gần như đã đứng chôn chân khi mà họ không thể theo sát đối phương. Đó là một tình huống có thể nói là làm thức tỉnh hàng phòng ngự đang chơi như mê ngủ. Rất thoáng. Tình huống phòng thủ khá tập trung. Pha phản công. Duy Mạnh. Sẽ có một tình huống ném biên. Sẽ có sự thay đổi người. Ý đồ khá tốt. Chọc khe. Pha vào bóng rất đúng lúc. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Duy Mạnh. Osedi. Triển khai tấn công. Tình huống rất nguy hiểm. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Pha phản công. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.